Messi tạo hàng loạt kỷ lục sau trận thắng Hà Lan, phút 35 trong trận đấu với tuyển Hà Lan tại tứ kết World Cup 2022. Messi có bóng ở trung lộ, anh dây dắt để kéo Nathan Ake khỏi vị trí trước khi thực hiện pha chọc khe xé toang hàng thủ Hà Lan. Nahue Molina bất ngờ xâm nhập vùng cấm rồi tung cú dứt điểm hạ thủ môn Andrea Nope, mở tỷ số cho tuyển Argentina. Đường kiến tạo này giúp Messi trở thành cầu thủ tạo nhiều cơ hội nhất cho đồng đội tại các kỳ World Cup. Theo Opta, không cầu thủ nào tạo ra nhiều cơ hội hơn Messi trong lịch sử World Cup kể từ năm 1966. Đến phút thứ 73, Denzel Dumfries có tình huống phạm lỗi với Marcos Acuna trong vùng cấm, trọng tài chính Antonio Mateola hậu ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ cự ly 11m, Messi chịu sức ép nhưng vẫn tung cú đá tự tin vào góc xa, nhân đôi cách biệt cho Argentina. Bàn thắng này giúp Messi cân bằng thành tích ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Argentina của huyền thoại Gabriel Batistuta, 10 bàn ở World Cup, đồng thời tiếp tục gia tăng kỷ lục chọc thủng lưới nhiều đội tuyển quốc gia nhất, 95 bàn vào lưới 36 đội khác nhau. Tính đến vòng tứ kết World Cup 2022, La Pulga có 4 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo. Bên cạnh đó, với 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo, Lionel Messi nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận sau cuộc đối đầu với Hà Lan. Đây là danh hiệu cầu thủ hay nhất trận thứ 3 của La Pulga tại World Cup 2022. Messi trở thành cầu thủ đầu tiên có 9 lần nhận danh hiệu này tại các kỳ World Cup. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!